Chiến tình đầu ban sơ như phép nhiệm mong, cho đến khi anh gặp người sau. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng, cho đến khi anh gặp người khác. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tâm thư, bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muôn phiền, buồn bỏ đi cho lòng. Cuộc đời này sắp cũng đường, ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhau cũng phai, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng, chẳng quan trọng nửa giây ai không, nơi nào còn bình yên cây sẽ mong ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện, đêm mưa về đổ lẫn mái hiên, hỏi lòng người liệu có bình yên. Lần đầu tiên cho phép xưng tâm, xin gửi đến quý vị khán giả đang có mặt tại sân khấu Lotto Sài Gòn Tân Thời một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bình yên thì cây sẽ mọc.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ. À, thực sự ra thì đối với sân khấu Sài Gòn Tân Thời thì em nghĩ là quý vị khi mà đến đây chơi nhiều thì chắc là không còn xa lạ với giọng hát của em nữa. Ngày nào em cũng hát hết, hát tới nỗi khàn giọng luôn quý vị. Dạ, bữa giờ thì cũng tại vì cuối năm thì show event thì nó hơi cũng dùng dập đó quý vị, nên là có thể là hôm nay em sẽ hơi có một chút gì đó nó không có được như những ngày mà phong độ mình ổn định nhất. Nhưng mà em mong rằng cái quan trọng nhất là cảm xúc mà em mang lại cho quý vị nó vẫn trọn vẹn, đúng không quý vị? Yeah. Kính thưa quý vị, và như quý vị cũng đã biết, ngày hôm nay là một đêm nhạc rất là đặc biệt đối với bản thân em luôn. Tại vì trong cái quá trình mà em đi trình diễn, đi diễn lô tô thì em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có thể được đứng chung sân khấu với lại một nhạc sĩ mà phải gọi là nhạc sĩ mà cực kỳ nổi tiếng luôn quý vị. Quý vị biết ai không ạ? Ai ạ? Sao mà hỏi quý vị không trả lời vậy quý vị? Ai ạ? Đúng rồi quý vị. Và ngay bây giờ đây, một tràng pháo tay để chào đón người nhạc sĩ tài hoa của những ca khúc hit quốc dân, Đồng Thiên Đức. Yeah. Nói đi anh. Lời nói đầu tiên, Đồng Thiên Đức xin được phép đứng ở sân khấu đây và chào quý vị khán giả có mặt đêm hôm nay. Anh Đức ơi, em được biết là anh Đức cũng đã đi trình diễn cũng rất là nhiều nơi rồi, thì anh Đức thấy là khán giả của Sài Gòn Tân Thời hôm nay như thế nào? Anh đâu có trình diễn ở đâu đâu. Ủa? Hôm bữa mới thấy trên TikTok trời. Đức cũng nói thiệt nha, cái đêm đó là đêm nhạc mà đêm nhạc đầu tiên của Đức để mà Đức làm tri ân khán giả, để mà cảm ơn anh em nghệ sĩ đã cùng Đức trong cái đoạn đường thời gian qua. Và Đức chọn đoàn Lô Tô Tân Thời là đêm diễn thứ hai để làm chi là cũng mục đích hết. Anh nói thẳng cái mục đích của anh ra được không? Mục đích gì? Dạ thì cách đây tầm khoảng cỡ 10-15 năm trước, khi mà Đức cũng đi diễn từ những cái đoàn ô tô mà ngoài trời, nhỏ hơn ở đây rất là nhiều nha. Thì cái thời điểm đấy thì Đức cũng chả có tiền đâu. Rồi thực sự là không có tiền để mà mua một cái chai nước để mà uống cho nó thấm giọng trước khi hát đấy. Thì mình mới dồn qua bên kia, các bạn ca sĩ kia chỉ cần là nói khát nước thôi là có quản lý đem tới mở nắp. Yeah. Bay đâu, mang nước ra cho anh Đức. Thì lúc đó chả biết làm sao mà mình bị tủi thân, mình bật khóc ngay tại sân khấu, khóc nức nở nha. Rồi lúc đó thì mình có khấn với tổ nghiệp của mình rằng là nếu như mà tổ nghiệp thương con á, mà cho con nổi tiếng lên được á, thì bằng một cách nào đó thì con sẽ tìm cách con cảm ơn và con giúp lại những anh em mà ca sĩ trẻ. Thực sự là với câu chuyện của anh Đức thì em cũng chia sẻ với anh luôn. Đó là ngay những cái ngày đầu tiên khi mà em đi trình diễn quý vị, em cũng như anh Đức vậy đó, em cũng khát nước lắm. Nhưng mà không ai mua cho em uống hết. Vậy là em lấy điện thoại ra, lên Grab, em order một ly Phúc Long. Dạ. Một ly trà nhãn em uống. Dạ. Thực sự là cái chia sẻ của anh Đức rất là cảm động. Anh có muốn nói gì thêm với khán giả nữa không? Trước khi mình bắt đầu thêm một ca khúc tiếp theo. Để nói thì nhiều lắm ha. Bây giờ cái chắc là anh em mình hát đi, rồi để lát lát sau cho nó đỡ. Anh cứ nói đi, hồi nãy là dòng cuối cùng rồi. Đêm nay là của anh em mình thôi. Anh nói tới đây tới 12 giờ đêm cho em. Không bán vé nữa. Đúng không chị Lộ? Em bị đuổi đầu tiên á. Ok, bây giờ nãy anh tính anh nói mà em kêu ly Phúc Long cái anh quên ngang đó luôn. Không... Mộc Trà rút điện thoại ra order lúc Phúc Long cho anh uống liền Mộc Trà. Nhanh lên. Đang order luôn anh ơi, lát hát bài đi, lát nữa khán giả order cho mình uống. Ok. Ok. Bây giờ em giới thiệu hay anh giới thiệu? Đáng lẽ ra hôm nay là em phải đứng cạnh anh Đức đó. Tại vì cái bộ đồ em quá giống đi. Đúng không quý vị? Lên luôn, đứng cạnh coi.
nhanh lên. Trời đất ơi. Kính thưa quý vị, diễn viên chính trong bộ phim Hot Boy Nổi Loạn. Phải không? Cái mặt em giống lắm. Đồ đi vô đi má, cho người ta hát dễ thương. Anh Đức biết bạn đã tên gì không? Bạn tên Quý. Hà Văn Quý. À, giới tính nam. Đó. Ok, chắc bây giờ em giới thiệu, anh giới thiệu ca khúc tiếp theo em nha. Kính thưa quý vị, một ca khúc mà rất là tình cờ khi mà em cover lại ca khúc này. Mà thật sự ra là khi mà em cover ca khúc này thì em không có ấn tượng nhiều về nó, thật sự luôn. Tại vì lúc đi thu ca khúc này là thu hai ca khúc cùng một lúc. Thì thu xong ca khúc kia rồi thì em định đi về rồi. Nhưng mà cái bạn mà thu âm cho em á thì bạn mới nói là cái bài này đang hot lắm, thì thu bài này đi. Thì sau đó em thu bài này thì thực sự nó là mang cho em rất là nhiều thứ quý vị. Khi mà em mang ca khúc này đến với những nơi sân khấu Sài Gòn Tân Thời, hoặc là những nơi mà khán giả cần thiết nghe, thì em đã hát và được hưởng ứng rất là nhiều. Và cũng rất là cảm ơn anh Đông Thiên Đức đã sáng tác ra một bài hát rất là hay như vậy. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe lại ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng ạ. Ngược lối cơn mưa chiều sáng sáng, phải tìm mai dưới trăng nghiêm bóng ngõ dài vắng vắng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua? Ai đặt tên chúng ta là người lạ? Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu. Kiếp sáng mang đến làm qua khổ dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhạt. Anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi. Đến tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm, lên bao trùng đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa đâu, bay chiếc lá cánh khóc hoan tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao giọt sầu. Liệu có biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá diêu bông? Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm sao, vì mai người ta đi lãnh lấy chồng. Nói với em tất tâm anh quá giỏi thiệt sự. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngàn, ngàn phải ôm nỗi đau, còn ngàn hạt nhiệm màu. Tiếng sáng mang đèn làm qua cô sâu, giờ mai kia sẽ phai hoa hoa ao nhau. Anh ơi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không quá thừa, để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trộm đi. Hãy subscribe cho
nhau trong đêm khê ướm trăm năm. Một tràng pháo tay lớn hơn cho nhạc sĩ Đông Thiên Đức được không ạ? Dạ, yeah, cảm ơn anh Đông Thiên Đức, cảm ơn Sư Tâm rất nhiều luôn. Dạ, yeah, hai bài đầu phải nói là không khí rất là good luôn. À, tại sao là em phải đứng đây để nói cái điều này? Kính thưa quý vị, em khi mà nhận được sự gật đầu của anh Đông Thiên Đức đến đây để phục vụ đó, là em hỏi rất là nhiều điều kiện, anh nói là không có cần gì hết đó, anh chỉ muốn hát thôi. Như anh có lịch ngày đó gì đó, thì nếu em được thì anh sẽ qua. Em rất là vui luôn, bởi vì đây là một trong những nhạc sĩ có rất nhiều tác phẩm đang rất là hit luôn. Và cái mong muốn của em đó, nó không phải đến từ cái việc là anh đang nổi tiếng, mà đến từ cái cô này đã hát những cái bài của anh đầu tiên ở sân khấu của em, và nó hợp một cách kinh khủng khiếp. Và em hy vọng một ngày nào đó Xuân Tâm sẽ được trình diễn những tác phẩm đó tại sân khấu này cùng với anh. Và đêm nay là cái đêm rất là, phải nói lên, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã đến với Sài Gòn Tân Thời. Phải nói là Xuân Tâm bữa nay rất là phấn khích luôn, cho nên là khi mà gặp anh á, hoặc là trình diễn với anh, em có dặn trước ở trong á, là nếu mà anh Đức ảnh có ngại và anh không nói thì em cố gắng em nói để cho ảnh có thể là có tinh thần hơn để anh hát thiệt là hay cho khán giả thưởng thức. Tại vì cái giới hạn của một người nhạc sĩ và một người ca sĩ nó rất là khác nhau. Và anh đứng ở trong hồi nãy anh gặp lộ là anh đã run rồi, cho nên là em rất là muốn là, tại vì những cái đêm nhạc ở phòng trà thì nhỏ nhỏ ít khán giả hơn, với Sài Gòn Tân Thời hôm nay rất là đông nữa, thì em đã nói trước với Xuân Tâm mà chiều em cố gắng em tạo động lực cho anh Đức, để đôi khi là cái cảm xúc của mình nó làm cho mình nó sẽ khó xử hơn, nếu mà ở mà xử lý bài hát hơn, thì hy vọng là em sẽ làm ổn. Thì hôm nay em đã làm được. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Đông Thiên Đức và Xuân Tâm đây các bạn. Thank you. Và tại vì đêm nhạc hôm nay thì mình sẽ có rất là nhiều phần, và cảm ơn hai người nhạc sĩ và người ca sĩ hôm nay, và chút xíu sẽ trở lại. Và trước khi mình vào trong thì xin một tràng pháo tay thật lớn cho F-Band, những chàng trai của chúng ta. Dạ, yeah, cảm ơn rất nhiều luôn đã đến hôm nay và đánh rất là hay ở phần vừa rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, một người đàn ông yếu đuối.
chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Mất môi em giữa đèn anh đây, hạnh phúc không phải những thứ viết vội sai tim. Sợ nắng bò gió theo mây, em sẽ nước mắt vơi đầy ngõ nơi này, anh vẫn luôn chờ đây. Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc rất là hay, ca khúc có tựa đề là Anh Vẫn Ở Đây. Anh Đức, mình có thể chia sẻ một chút về ca khúc này được không? Ca khúc này là ca khúc Anh Vẫn Ở Đây, là một ca khúc đã gắn liền với cái tên Thành Đạt. Tại vì 2 năm trước mình chọn Thành Đạt để gửi cái ca khúc này là vì mình muốn thử thách cái giọng của bạn ấy. Yeah. Và 1 năm sau thì Thành Đạt hit tiếp ca khúc Sao Cũng Được. Và đúng 1 năm sau nữa thì Đạt lại hit tiếp Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Thì nói chung là về cái mà để cảm xúc để mình viết ca khúc này ấy, thì trong đêm hôm nay là chắc mình tiện không có tiện nói ra, tại vì nó rất là dài. Nhưng mà đêm hôm nay chắc không có Đạt ở đây thì chắc là thì cũng Đức cho Đông Nhân Đức xin gửi lời cảm ơn bạn ấy ca sĩ Thành Đạt. Tại vì nhờ có Thành Đạt mà ngày hôm nay thì mình mới đủ dũng cảm mà đứng đây để mà cảm ơn. Dạ, Thành Đạt cũng là một giọng ca mà em cũng biết và bạn rất là tài năng và thực sự cái giọng rất rất là hay luôn, rất là tình cảm luôn. Dạ, chắc bây giờ đây em sẽ nhường lại cho anh Đức sân khấu để anh Đức có thể trình diễn những cái khúc tiếp theo nha. Thank you.
Dạ, thì trước tiên, trước khi mà cho Đức hát bài tiếp theo thì cho Đức nói một xíu nha. Tại vì Đức biết là cái giọng hát của mình không có đẹp lắm, và từ cái ngoại hình của mình cũng không có đến mức gọi là khá nữa, thì tốt hơn thì mình nên dừng ở cái vị trí mà mình nhạc sĩ thôi. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn, đẹp hơn về mọi mặt luôn. Nhưng mà nhiều khán giả khuyên Đức là đừng có nên đi hát. Nhưng mà Đức lắng nghe hết tất cả mọi cái ý kiến đó để mà mình tốt hơn hàng ngày. Nhưng mà cái lý do, cái lời khuyên này thì mình xin cãi lại một tí. Thực ra thì Đức không có ham hát đến mức như thế này đâu. Mà thì quý vị biết ha, thì với cái giọng hát này và cái ngoại hình này mà được nổi tiếng thì một điều nó rất là phi lý. Chỉ có nhờ khán giả thương mình mà mình mới được như thế này thôi. Dạ. Và thêm một điều nữa là cách đây tầm khoảng cỡ 2 tháng thì thực sự là lúc đó thì Đức đang rất là nổi tiếng, nhiều cái bài hát thì cái đơn đặt hàng của Đức rất là nhiều, phải nói là nhiều đến mức mà gọi là kinh khủng. Rồi mình nhiều quá mình làm không có nổi. Tại vì không phải là mình làm không có nổi, mà tại vì ca sĩ liên hệ với mình, đặt vấn đề với mình, làm việc với mình là họ đặt cả cái niềm tin và cái sự nghiệp của họ, hy vọng của họ vào mình. Cho nên mình không có thể nào mà mình dám làm ẩu, làm bậy được. Cho nên mình làm rồi cứ như vậy thì mình bị rơi vào cái vòng trầm cảm. Trầm cảm, cái trầm cảm đó nó thực sự là nó kinh khủng. Kinh khủng, thực sự. Rồi gần 23 ngày Đức không có ngủ được. Nói chung là tại vì mình ngủ thì mình sợ. Sợ thì sợ ngủ rồi ai mà làm cho mình. Rồi mà thức thì làm không có được. Tại vì làm viết nhạc ra rồi tự xóa tự xé luôn. Rồi cái vòng luẩn quẩn đó lặp đi lặp lại 20 mấy ngày, 23 ngày. Mình đâu nhớ đúng 23 ngày. Mình chỉ ngồi như thế này, mình dòng cái trần nhà mà ngồi hoài vậy đó. Thật sự mình nghĩ lại lúc đó mình sợ kinh khủng. Thật sự là mình biết mà nếu như cái tình trạng đó mà nó kéo dài thêm nữa thì bây giờ Đức sẽ không đứng ở đây mà đứng ở trong nhà thương điên. Thật sự là vậy. Rồi không có một cái gì kéo mình ra được khỏi cái căn phòng đó cả. Rồi mình rồi lúc đó thì hít thêm ca khúc Khóa Ly Biệt. Thật sự thì lúc đó thì mình cũng hít nhiều quá rồi, cho nên là lúc đó thì tại vì chính vì hít nhiều quá cho nên nó mới tạo cho mình một cái áp lực rất là nặng, cho nên mình rất là ghét một cái bài hít thêm nữa. Dạ thật sự. Nhưng rồi mà mình lên mình đọc cái bình luận của khán giả ở trên cái kênh YouTube đó, của bài Khó Ly Biệt, thì mình mới hiểu được là khán giả thương mình như thế nào, cần mình như thế nào. Rồi cái không hiểu sao cái Đức ngồi dậy làm tiếp. Và rồi cái chuyện, còn cái chuyện mà để mà lý do để mà Đức đứng đêm hôm nay á, để mà Đức hát á, cũng có thể là sau cái đêm này Đức sẽ không bao giờ Đức hát ở bất cứ một sân khấu nào nữa. Nhưng mà Đức đứng ở đây, Đức muốn đứng ở đây để làm cái gì? Mà tại vì Đức cố gắng để mà cái lúc đó mà Đức đang ở cái số cân nặng là 85 kg, 85 kg, và Đức quyết định bằng mọi cách mình phải giảm cân xuống để đứng được trên sân khấu, mặc lên một cái bộ đồ đẹp để hát một lần cảm ơn quý vị khán giả, xong rồi mình nghỉ cũng được, không hát nữa. Vậy thì Khóa Ly Biệt, chính Khóa Ly Biệt đã cứu Đức khỏi. Xin lỗi quý vị, tại vì mình biết mà vừa hát mà vừa xem cái này nó sẽ bị gọi là nó
rất là vô duyên, nhưng mà thật sự Đức không thuộc những cái bài hát của Đức. Hơi cơn mưa bao đêm không ngủ, liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ. Hơi cơn mưa bao đêm không tạnh, liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em. Tiếng ai ca không ngoan cũng sầu, mặt sầu ai khéo đông đỏ vừa trên cơ hạ. Anh cũng mang một khúc âu sầu, mà sầu anh chắc kinh khoác mây đồ biến hoa. Trời làm gió sẽ cánh chiếm quyền, mỗi nhịp bước mỗi thước chân trên. Người gọi mãi, người biết tái tha lòng ngủ yên. Người hờ hững đến mấy cung đường, chẳng về với anh nữa cung đường. Ta là ô thương, xin đừng cánh biệt âm dương. Anh thật ghét cả chốn đông người, vừa bảo ta hai đứa dừng đôi. Vẫn hai người lại bao ta không phải một đôi. Anh vừa bán đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi khóa ly biên, khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên.
sự là rất ít nghe cái bài này lắm, tại vì sợ. Thực sự quý vị ạ, mới nghe cái bài này thì người ta tưởng là cách biệt âm dương, là nó sẽ, cái bài này nó sẽ tả về một nội dung của nó sẽ nói về cái chuyện mà xa cách này nọ, nhưng mà không phải là vậy. Khi mà Đức viết bài hát này á, hoàn toàn không có ý đó. Tại vì Đức muốn dùng cái hình ảnh cách biệt âm dương. Và khi mà Đức viết ca khúc này, quý vị có để ý là từ đầu đến cuối, từ đầu đến giữa bài, quý vị không hề biết, không hề nghe, không hề thấy một cái từ ngữ nào mà nó chuyên sâu về cái vấn đề âm dương rùng rợn cả. Đến khi giữa bài thì mới có cái câu là cách biệt âm dương. Thì lúc đó mọi người mới vỡ ra là à, bài này Đức nó viết về vấn đề âm dương. Lúc đó thì quý vị chợt hiểu ra thì chỉ còn đúng hai câu nữa thôi là hết bài rồi. Thì quý vị sẽ nghe lại từ đầu đến cuối, thì quý vị mới thấy ra ở trong đó là từ đầu đến cuối Đức đã gài cái vấn đề âm dương vào trong này rồi. Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh, liệu người đứng đó có lạnh không em? Và tại vì sao mà Đức để cái chữ âm dương nó ở gần cuối bài như vậy? Tại vì nó Đức muốn khi mà cái người nghe họ có một chút gọi là hoảng hốt khi nghe cái bài đó, khi nghe cái từ đó. Cũng giống như á, là cái cảm giác khi mà mình mất một cái người thân của mình thực sự đó, thì lúc đó thì người ta mới cảm giác là tiếc ở trong lòng. Tóm lại, nội dung chính của cái bài này Đức muốn nói, Đức muốn truyền tải là quý vị hãy trân trọng tất cả những cái mối nhân sinh ở xung quanh mình. Đừng để đến lúc mà nó bị mất đi một cách bất ngờ như vậy thì quý vị có tiếc cũng không kịp. Dạ. Yeah. Nếu mà chúng ta nghe một bài hát không mà không hiểu được cái nội dung sâu xa của nó, chắc có lẽ là chúng ta không cảm hết được cái bài đó. Và cảm ơn Đồng Thư Đức rất là nhiều, tại vì cái ca khúc Khóa Liệt Biệt rất là nổi tiếng. Tuy nhiên những cái điểm đặc để rất là đặc biệt nó lại ở cuối bài, và bản thân chúng ta nghe cũng không có hiểu hết. Hôm nay có tác giả ở đây và có thể giải thích cho mọi người nghe, thậm chí là hát cho mọi người nghe luôn. Quả là một cái điều rất là đặc biệt. Cảm ơn anh Đồng Thư Đức đã đến với Đêm Nhạc Các Em. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Thank you. Dạ cảm ơn anh. Em hy vọng là một ngày nào đó, hồi nãy anh có nói là có thể là sau này anh không hát nữa, nhưng em nghĩ là không phải vậy đâu. Bởi vì bản thân em thì dĩ nhiên thế mạnh của anh vẫn là sáng tác, nhưng mà nếu mà mình hát theo cảm xúc của mình, đối với em ca sĩ chỉ có kỹ thuật không đủ, mà nó phải thuộc về cảm xúc nữa. Cho nên nếu mà mình thích thì mình cứ thể hiện thôi. Và sân khấu Sài Gòn Tôi Thời luôn chào đón anh, được không có gì. Thank you. Về cái vấn đề hát thì Đức có một cái lời thề đọc với tổ là Đức không đi hát. Dạ không đi hát. Đi hát. Nhưng mà mời để thể hiện những tác phẩm của mình để cho người ta hiểu rõ hơn thì sẽ đi. Tại vì trong cái như lúc nãy Đức nói là tại vì Đức muốn thực sự trong lòng mình muốn đi cảm ơn khán giả, cho nên Đức mới đi hát cho thực sự. Đức cãi lời tổ đó. Dạ dạ, nhưng mà bữa nay anh cãi tay đôi luôn đó. Và rất là thành công luôn nữa. Phải không quý vị? Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Và hy vọng một ngày nào đó tụi em sẽ được chào đón anh đến với Sài Gòn Tân Thời một lần nữa. Thank you. Đôi khi em dừng lại
chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chẳng vào nỗi nhớ giang giang diêu diêu mập mờ, năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Từ thì em thấy một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng Thanh Vân ạ. Và sau đây thì Nhật Hà sẽ nhường sân khấu lại cho Thanh Vân để
sẽ có một chưa, cái phút chưa, tiếp theo. Từ từ. Bây giờ là để cho dân khóc cho đã đi. Ừ, tại vì người ta đang có tâm trạng. Bạn ra đây, Bạn hát rất là hay luôn, nhưng mà trong cái thật ra thì Lộ cũng không biết gì, Lộ rất là hâm mộ những người có giọng hát rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về mình chút xíu nè, để cho mọi người được biết được không? Vâng ạ, em xin chào chị Lộ và khán giả của sân khấu Tân Thời ạ. Em cũng là một fan rất là lâu của chị Lộ và cũng như sân khấu Tân Thời. Và cơ duyên thì em được gặp một thành viên trong sân khấu, thì em được kết nối để được đứng đây hát cho mọi người nghe. Em là Đinh Nhật Hào ạ. Đinh Nhật Hào? Dạ. Đinh Nhật Hào, ok. Chị hy vọng là với giọng hát của em sẽ tỏa sáng hơn nữa, không chỉ ở sân khấu Sài Gòn Tân Thời mà còn nhiều nơi khác nữa nha. Và theo chị biết là em cũng là người quản lý của S-Band đúng không? Vâng ạ, em là quản lý của S-Band ạ. Yeah, một chồng phát tay cho Nhật Hào ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều đã đến với Sài Gòn Tân Thời. Cảm ơn S-Band, rồi chúng ta sẽ trở lại trong ít phút nữa nha. Thank you. Dạ, yeah. Rồi. Chưa. Hào ơi, Hào, ra đây. Trời ơi, chị xin lỗi, chị quên. Tại nhỏ nó khóc quá, chị quên. Rồi, bụm nước mắt lại, ra đây. Cảm ơn Vân. Cảm ơn Hào đã đến với Sài Gòn Tân Thời, cảm ơn FBN rất nhiều. Rồi, sao, muốn hát mình hả, hay sao? Dạ, trong chương trình thì em còn một bài nữa. Ta đi vô. Dạ. em xin lỗi mọi người vì đã có nhiều cảm xúc trong ca khúc vừa rồi để làm trì cái tiết tấu cũng như là cái không khí của chương trình mình ngày hôm nay. Và bây giờ thì em sẽ gửi đến tất cả quý vị khán giả một ca khúc nữa, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, ca khúc Một Vòng Việt Nam ạ. Hãy đặt hiện vào những thân tre bao ký ức xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng êm ái chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru hỡi mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thạo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng tươi ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất võ. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we trail around Việt Nam. Với bài hát này chắc em xin mời những tà áo dài của đoàn đội tôi Sài Gòn Tân Thời mình Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thạo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Non sông trời vẫn đất võ. Dậy với tôi nào, dạo với
nào với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời ván đất võ. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời ván. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Nặng vai trái
bên cha. Kính thưa quý vị, ca khúc Cơm Đoàn Viên vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cũng đã kết thúc cho chương trình đêm nay của chúng ta với đêm nhạc chủ đề Đông Thiên Đức ạ. Chàng vỗ tay thật lớn cho ban nhạc S-Band được không ạ? Ê! Thank you, cảm ơn S-Band rất nhiều. Rồi.